Này, đi đứng kiểu gì đây? Nát bố lô hộp cơm rồi. Tại mày làm hỏng hết cả đồ ăn tao giao cho khách rồi này. Này, tên nước của xe tôi là cho chó cho mèo uống hay sao? Hả? Bây giờ được đổ hết thế kia, được khách bỏ 50.000 thì bây giờ mất hết rồi. Tao thì khác cái gì, mất cả gốc lẫn lãi đây này. Alo, tôi nghe. Alo, tôi nghe. Đơn bị hủy rồi, làm ăn cái gì nữa không biết. Tao thì khác gì, cũng bị hủy rồi này. Này, đền cho tao đi. Thật kinh. Này, mày, thằng kia, đứng lại. Đồ điên. Tôi gửi chị đồ ăn. Này anh, anh giao hàng muộn 15 phút rồi đấy. Đừng tăng quá, chị thông cảm. Vậy mà anh không thông báo một lời nào cả, làm tôi đứng đây đợi anh mất công mất việc. Còn chẳng chịu nói lời xin lỗi nữa. Thái độ như vậy là sao? Tôi đã căn đúng thời gian ý, để ăn uống nghỉ ngơi rồi. Bây giờ anh mới giao, thì tôi ăn vào giờ nào? Tôi sẽ đánh giá anh một sao, đúng là quá tệ. Thế chị nghĩ mình chỉ biết đàn đấy à? Từ sáng đến giờ tôi còn chưa uống gì vào bụng cái này. Chị, có chuyện gì thế? Người shipper kia vừa mới giao hàng cho tôi. Anh ta giao hàng muộn 15 phút. Tôi vừa nói anh ta mấy câu rồi bảo là sẽ đánh giá anh ta một sao. Thế là anh ta nổi khùng lên. Thôi không sao đâu chị, chị cứ đánh giá anh ta một sao đi. Kiểu gì anh ta cũng sẽ mất tiền thưởng hôm nay thôi. Dạ, chào chị, tôi ship trà sữa. Anh đến rồi à? Dạ vâng, tôi gửi chị. Ôi trời ơi. Tôi xin lỗi, tôi xin anh lỗi. Đứng kiểu gì đấy? Chị có sao không? Lần sau anh phải cẩn thận chứ, tí nữa thì bắn vào giày của em rồi. Thì em thấy nước em phải tránh ra chứ, anh có cố ý đâu. Thôi, tối về nhà mình nói chuyện với nhau sau nhá. Này, cho thơm cái, yêu nhau mà cứ chẳng mấy khi gặp nhau cả. Thôi rồi, anh đi về trước đi, em vào làm đây không muộn mất rồi. Ở đây lâu dễ lộ lắm, thôi đi đi. Không đi. Cho thơm à? Đi. Mời vào. Chủ tịch, chuyện ban nãy chị có sao không ạ? Tôi không sao. Nhưng mà đôi giày sản phẩm trải nghiệm mà đối tác tặng nó bị bẩn rồi, không thể gặp đối tác được, đành phải hủy hẹn thôi. Ôi chết, chỉ tại tên shipper hậu đậu đó mà làm lỡ việc của chị. Thế đối tác phản hồi sao ạ? Cũng may là họ đồng ý lùi lịch. Nhưng mà còn cô Lan, dự án đi gặp mặt đối tác ấy, cô đã làm xong chưa? Em đấy, nếu như mà không hủy lịch hẹn ấy thì cô tính phải làm sao đây? Nhớ tập trung vào công việc vào, tăng tốc độ làm việc lên. Dạ vâng, em biết rồi thưa chủ tịch ạ. Cô ơi, cháu ly trà đá nhá. Này, chuyện hồi sáng này ấy, tôi nóng tính, tôi xin lỗi nhá. Ra chỗ khác chơi đi, ngày hôm nay nó khốn nạn lắm. Khác thì nhau. Sao thế? Thì hôm nay đấy, đặt một cái đơn ship đến muộn 15 phút. Nhưng mà là do đường tắc, không phải do tôi đâu. Thế bây giờ đường tắc thì chẳng cái tôi bay à? Xong rồi anh đánh giá một sao nữa chứ, thích cả mình. Xong rồi vì cái một sao đấy chả có thêm khách nào nữa cả. Sáng giờ đói meo hết cả bụng vào, chả có gì ăn. Đây này, dùng luôn, dùng đi, dùng cái này. Và này, người ta vẫn cứ bảo ấy, đen tình thì đỏ bạc. Tôi nghĩ là đúng về vế của cậu đây. Còn tôi đen cả bạc lẫn tình, mẹ nó chứ. Thế lại có người đen hơn cả tôi cơ à?
Đấy này, cả ngày được đúng 5 đơn. Đến gặp người yêu ấy, nó sợ người khác biết mình là shipper, lén lén lút lút gặp nhau rồi vội vã đuổi về. Nói thật với ông là chưa bao giờ mà tôi được tự tin sánh bước bên người yêu tôi. Này, không biết là bao giờ đời anh em mình mới khá lên được. Mà cũng chỉ vì những cái ngày khốn nạn như ngày hôm nay. Kiểu thế đi, áp lực từ ngoài xã hội, còn về đến nhà nữa thì đời bạc với anh em mình quá. Không biết là bao giờ nó mới khá lên được. Cứ giàu đi, tự khắc nó khá lên hết. Cuộc đời nó lại xanh lè xanh lét ngay, nhưng mà màu xanh thôi. Này, này. Đúng là cái đồ thích lo chuyện bao đồng. May quá, không mất gì cả. Cảm ơn anh nhá. Anh... Là cô à? Là anh à? Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Ê, khoan đã. Từ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tôi có chút quà gọi là lòng cảm ơn của tôi. Thế cô đang nghĩ là cô có tiền thì sẽ cho qua được đơn hàng một sao ngày hôm nay của tôi à? Hả? Tôi có nghèo, có rách đi chăng nữa ấy, cũng không bao giờ nhận tiền bồ thí của cô nhá. Này, anh không phải cậy như thế mà la làng nhá. Tôi ghét nhất là ai làm lỡ việc đấy, mất thời gian của mình. Đã vậy còn không nói được lời xin lỗi. Nếu không phải là anh giúp tôi lấy lại cái túi quan trọng á, thì còn lâu tôi mới hạ mình xuống để cảm ơn anh nhá. Cô. Alo. Alo chị ạ. Có chuyện gì thế? Ngày mai chúng ta có hẹn với khách hàng vào lúc 9 giờ sáng chị nhá. Chuyện đó tôi nhớ rồi, còn gì nữa không? Còn về vấn đề tài trợ cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thôi được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Cô Lan cứ nghỉ ngơi đi nhá. Người như cô mà chịu bỏ tiền tài trợ cho ai cơ đấy. Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh lần cuối nhá. Này, anh muốn để chết đây à? Anh uống ấy là để ăn mừng hôm nay đã giúp người yêu của anh thoát nạn bị trừ lương. Em thấy anh giỏi không? Rồi rồi, anh giỏi, anh là nhất được chưa? Tại sao trong mắt mọi người anh luôn chỉ là một thằng ship hàng cho em? Gì? Anh nói cái gì đấy? Trong mắt em, lúc nào anh cũng chỉ là một thằng làm thuê. Chưa bao giờ em dám công khai với mọi người là mình yêu nhau. Trong khi hàng ngày anh phải lăn lộn ngoài đường, kiếm từng đồng, lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Thậm chí chỉ cần một cuộc điện thoại của em, anh sẵn sàng hủy một đơn cả vài trăm nghìn để chạy đến với em cơ mà. Tôi có bắt anh phải làm như thế không? Nếu như không sống chung với anh thì tôi vẫn có một cuộc sống tốt hơn bây giờ mà. Đúng, anh không bắt em phải lo lắng, không bắt em phải bỏ tiền vào cái gì cả. Nhưng mà cái anh cần là sự công nhận. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công lao của anh. Là vì do anh nghèo, anh tự ti. Anh không thấy là tôi đang tạo điều kiện mỗi ngày cho anh cố gắng hay sao? Đúng, anh nghèo nhưng anh có tự trọng, có danh dự. Anh không muốn là mang tiếng phải núp váy phụ nữ. Im! Đây là nhà tôi, anh không có quyền lên tiếng. Anh thử giàu đi, xem tôi có đối xử với anh khác hay không. Anh Đức, đứng lại! Đức! Ơ kìa, sao anh lại nằm ở đây? Khốn nạn, cô nghĩ cô là ở nhà chung cư là oai lắm à?
Này, này. Anh dậy rồi đây à? Ăn bánh đi. Anh lại va phải tôi đấy à? Giữa đêm giữa hôm anh nằm trước cửa nhà tôi, thế chẳng lẽ tôi để mặc anh à? Tôi cảm ơn nhá. Mà hôm nay anh không đi làm à? Dạo này ế khách lắm, bật áp mãi rồi mà có ai đặt đâu. Kiểu này thì tôi phải tìm việc khác thôi. Phải rồi, hay là anh thử lên web tìm thử xem có công việc nào tạm bợ không. Mình phải lấp đầy cái bụng đã. Ồ, đây rồi. Có một công ty đang tuyển nhân viên bê vác ngắn hạn này. Mỗi hôm nay thôi. Ui, tiền công cao phết đấy này. Cần đúng 2 người, đi không? Đấy. Cần đúng 2 người mà lại công cao như thế, khả năng là việc nặng đấy. Ui, giờ có nặng nhẹ cái gì nữa, miễn là sống qua ngày hôm nay đã. Anh đưa tôi xem nào. Đấy. Ờ, đây. Đây là nơi người yêu tôi làm việc mà. Hả? Thì mình bê vác thôi, chắc cũng chỉ loanh quanh trong kho chứ làm gì lên đến phòng người yêu anh đâu. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì nữa, quyết nhanh lên không hết việc bây giờ, không lại ngồi há mồm ra với nhau đấy, đi không? Đi. Ê, này, ông anh xem anh em mình có bị lừa không chứ, đợi mãi chả thấy ai ra đón cả. Kìa. Úi dồi ôi, người yêu tôi đấy, chết rồi, trốn đâu bây giờ? Kìa, sao đấy? Hai em là nhân viên bê vác đúng không? Dạ vâng. Tôi là người phân công công việc đây. Anh ơi, anh không khỏe sao? Là anh. Anh Đức, sao anh ở đây? Đêm qua anh đi đâu đấy? Anh sao anh lại ở đây? Thôi anh đi về đi, đi về đi làm đi. Cô gì ơi, anh ấy là nhân viên bê vác cùng với tôi mà. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch. Chủ tịch á? Đây là chủ tịch của công ty chúng tôi đấy. Ồ. Có cả anh ở đây à? Cô... Công việc của hai anh hôm nay là bê vác 2 cái thùng máy tính này vào trong công ty rồi lắp đặt nhá. Hai anh nên nhớ bê vác cho cẩn thận đấy. Nếu mà đồ rơi vỡ ấy thì không biết bao nhiêu tờ 500 nghìn mới đền đủ đâu. Em phân công công việc và giám sát tiếp nhá. Ok hết rồi đấy. Bây giờ tôi đi vệ sinh một tí nhá. Anh kiểm tra lại dây dợ nhá. Lan. Ý, anh làm gì đấy? Này, cho anh xin lỗi nhá. Được rồi, em tha cho anh đấy. Đáng yêu lắm đấy nhá. Bọn tôi làm xong hết công việc rồi. Phiền cô gọi chủ tịch xuống đây kiểm tra lại thêm một lần nữa. Ok, đợi tôi tí. Anh giỏi thật đấy. Vậy mà đã dỗ được người yêu rồi. Mà này, tại sao anh lại cam chịu một người mà anh bảo là đối xử tệ với mình thế? Ai bảo tôi yêu cô ấy quá. Tôi không muốn bất cứ thằng đàn ông nào đụng tới cô ấy cả. Giỏi rồi. Người yêu anh nhá, chưa động tới người khác thì thôi, đây lại còn lo bò trắng răng. Đúng là yêu vào là ngu thế đấy. Mà này, cố gắng về chung nhà với nhau nhé. Hai anh lắp đặt xong rồi chứ? Dạ, đây là số liệu máy tính mà chúng tôi đã kiểm tra và ghi lại. Hôm nay vất vả cho hai anh rồi. Tiền công ý thì tôi đã chuyển vào tài khoản cho hai anh. Tiện đây thì anh cho tôi số điện thoại luôn, để lần sau có việc gì tôi sẽ nhờ hai anh. Số điện thoại của tôi là... Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bây giờ đang rất yếu. Các dây thần kinh trên não bị khối u chèn vào ngày càng nhiều. Bác sĩ, bây giờ có cách nào làm cho khối u chậm phát triển đi không ạ? Thực sự thì chúng tôi có cách điều trị tốt hơn. Nhưng 2 tháng nay rồi, cậu chưa đóng tiền viện phí.
nên theo quy định thì tôi không thể nào làm khác được và tôi cũng không can thiệp được. Mong cậu thông cảm. Vậy khối u đó cứ phát triển như vậy, thời gian còn lại của mẹ tôi là bao lâu? Với tốc độ tăng trưởng hiện tại của khối u thì bệnh nhân có thể sống được khoảng 3 tháng. Bác sĩ à, tôi xin anh, tôi cầu xin anh hãy làm mọi cách để cứu mẹ tôi. Tôi hứa tôi sẽ kiếm đủ tiền để đóng tiền viện phí mà. Được, cứ bình tĩnh. Nếu như cậu thực sự khó khăn thì cậu nên tìm người trợ giúp đi. Tuy bệnh nhân không có phản ứng gì, không nói hay không hoạt động bình thường được, nhưng cơ thể đang rất đau đớn đấy. Trước mắt tôi chỉ có thể tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau cho bệnh nhân thôi. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. U não sao? Đúng vậy, mẹ tôi nằm viện đã ngót một năm trời rồi. Từ khi mà khối u đó xuất hiện, bà gần như chẳng cảm thấy gì nữa cả. Ban đầu là phản ứng chậm, về sau thì mất dần cảm xúc. Còn bây giờ thì chẳng khác người thực vật là mấy cả. Vậy anh làm sao để có thể chữa trị cho mẹ? Thì tôi làm shipper, ban đầu thì cũng ổn định đấy. Nhưng mà dần dần bệnh của mẹ càng nặng hơn, đơn thì lại càng ít đi. Tôi đã cố gắng chạy vạy khắp nơi để xoay sở rồi, nhưng mà vẫn không đủ. Nhiều lúc nghĩ nản lắm, nhưng mà nghĩ về mẹ là phải càng cố gắng hơn. Thế anh làm sao có thể mà vừa chăm sóc mẹ vừa đi làm được chứ? Bệnh viện có phòng đặc biệt mà, sẽ có cả một người chăm sóc, ăn uống này, và giúp mẹ tôi vệ sinh cá nhân. Cho nên thi thoảng tôi mới chạy qua thăm mẹ thôi. Mà bây giờ đến tiền mua máu cho mẹ tôi còn chẳng đủ. Nếu như bí quá thì anh có thể truyền máu của mình xem. Tôi là một đứa mồ côi, được mẹ nhận nuôi từ nhỏ, cho nên không thể lấy bất cứ thứ gì trên cơ thể của mình để cho mẹ nữa. Hay là anh thử vay tiền xem. Vay tiền á? Nhìn vào gia cảnh của tôi, hoàn cảnh của tôi thì ai người ta cho vay tiền chứ. Một thằng mà tương lai mù mịt, cô hiểu không? Dương, cô sao thế? Tôi sẽ cho anh vay tiền. Cái gì? Cô nói gì cơ? Tôi sẽ cho anh vay tiền, nhưng mà với một điều kiện. Với điều kiện gì? Anh sẽ về làm bảo vệ cho công ty của tôi, như vậy được không? Được, được chứ, cảm ơn Dương. Cảm ơn Chủ tịch Dương ạ. Có chuyện gì thế em? Chúng ta có con thật rồi. Anh được làm bố rồi sao? Bỏ em ra đi. Sao thế? Không được, mình không giữ nó được. Em phải đi xử lý nó thôi. Nhưng mà tại sao chứ? Đây là sự cố ngoài ý muốn, em không thể giữ của nợ này được. Em phải đi xử lý nó thôi. Của nợ? Sao em lại gọi con mình là của nợ? Không, em không giữ lại được đâu. Bây giờ mà giữ nó lại thì nó sẽ cản trở công việc của em mất. Không sao đâu, anh sẽ đi làm, anh sẽ tìm mọi cách kiếm tiền để lo cho hai mẹ con. Dựa vào đồng lương ít ỏi đấy sao? Anh nghĩ cái gì vậy Đức? Với lại bố mẹ em mà biết thì chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho em lấy một người có hoàn cảnh như anh đâu. Là em nói vậy là có ý gì? Mình phải bỏ nó đi thôi. Làm em ác quá rồi đấy. Từ trước đến giờ mọi việc em nói gì anh đều nghe, dù là tốt hay xấu. Nhưng em thì sao chứ? Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Đúng, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi thôi. Còn anh thì sao? Anh chỉ là công cụ để tôi hoạt động thuận lợi hơn thôi.
đồ vô dụng. Khốn nạn. Lan, Lan ơi, Lan cẩn thận. Cái gì đây? Bị điên à? Tự nhiên lao vào đâu xe người ta à? Này, hỏng hết dầu của tôi rồi. Thằng khốn nạn này, mày có biết là suýt chút nữa mày đã hại chết hai mạng người không hả? Ai mà cô ta tự nhiên lao vào đầu xe của tôi, xe kiếm cơm của tôi đấy. Mày cứu tôi, bụng tôi đã. Em có ai không? Mau gọi xe cấp cứu đi. Lan ơi, em ơi, em ơi, đừng làm anh sợ em ơi. Lan ơi, Lan, Lan, em có sao không? Có chuyện gì vậy? Cô ơi, xin cô giúp con tôi. Ô, Lan, hai người mau đưa cô ấy lên xe của tôi luôn đi. Là mày, vì mày mà làm ra nông nỗi này. Dừng lại. Đây là bệnh viện đấy. Bình tĩnh lại anh Đức. Nào, bây giờ có chuyện gì hai người nói cho tôi nghe xem nào. Tôi đang đi đường, tự nhiên cô ta lao ra ngoài. Đấy là may nhá, là tôi còn đi chậm đấy. Tôi mới đi nhanh thì... Mày nói cái gì? Nào, còn anh, tại sao hai người lại đuổi bắt nhau giữa đêm như vậy? Chuyện này là... Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ? May mắn là bệnh nhân chỉ bị động thai nhẹ, chỉ cần kiêng đi lại và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Người nhà bây giờ có thể vào thăm rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chủ tịch. Em có sao không? Còn đau ở đâu không? Sao chị ấy lại ở đây? Em không cần nói gì cả, tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Bạn trai của em nói em không muốn giữ đứa bé này à? Em thấy không? Dù em ngã, em chạy hay là đi bất cứ đâu thì bé con vẫn rất kiên cường và không rời bỏ em. Chị biết chuyện làm mẹ là rất khó, nhưng đây cũng là một điều thiêng liêng trong cuộc đời mà. Chị có những người bạn đã phải đi chạy chữa khắp nơi mà vẫn không có con được. Bây giờ em rất hạnh phúc khi mà có một công việc ổn định, lại có một người bạn trai hết mực yêu thương em. Tại sao em lại không nhân cơ hội này lại xây dựng một mái ấm dành cho riêng mình? Nhưng mà nếu bố mẹ em biết thì chắc chắn sẽ không chấp nhận anh Đức đâu. Tôi biết bố mẹ nào thì cũng mong con mình được hạnh phúc, nhưng mà tôi tin ý, là bạn trai của Lan có thể làm được điều này. Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy một người đàn ông lại đau khổ đến như vậy khi mà thấy bạn gái của mình gặp nguy hiểm. Quan trọng là em có chịu tin người yêu của mình hay không thôi. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Làm với nhau từng ấy năm, tôi hiểu tâm lý của em mà. Bây giờ em nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đi, và hãy suy nghĩ về những gì mà tôi đã nói nhé. Chị Dương. Sao vậy? Em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Về chuyện gì chứ? Thật ra em đã gian lận trong công việc, nhưng mà không phải nhiều lần đâu chị ạ. Chuyện này tôi biết rồi. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào em khỏe mạnh trở lại, quay lại công ty thì chúng ta sẽ bàn về vấn đề này tiếp. Vâng ạ. Sao rồi? Tất cả các phần quà để tặng các bệnh nhân ý, đã đầy đủ chưa? Dạ, đã đầy đủ rồi ạ. Hai mẹ con đã khỏe hơn chưa? Dạ, mẹ con em khỏe ạ. Cảm ơn chị vì đã chiếu cố không đuổi việc em,
lại còn giúp chồng em có công ăn việc làm nữa. Có gì đâu, giúp người khác là chuyện tốt mà. Nhưng mà ấy, nếu như lần sau em còn sai phạm thì tôi sẽ không chỉ trừ lương của em đâu đấy nhá. Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Được rồi, vậy thì bây giờ hai vợ chồng hãy tập trung làm việc để còn chuẩn bị đón em bé chào đời nữa. Dạ, dạ vâng ạ. Chủ tịch, sao chủ tịch lại ở đây ạ? Tôi đến thăm những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ viện phí cho họ. Vậy hóa ra là chủ tịch đã tài trợ cho mẹ tôi sao? Cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Anh có định cho tôi vào trong không? Dạ vâng vâng, mời chủ tịch vào ạ. Mẹ đúng không ạ? Mẹ! Cô nói sao cơ? Mẹ cô á? Đây là tấm hình mà tôi chụp chung với mẹ. Tấm hình duy nhất mà tôi còn giữ. Đúng là mẹ rồi. Tấm hình này cô lấy ở đâu vậy? Năm xưa, sau khi ly hôn, mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi. Biết bao nhiêu năm qua, ngày nào con cũng đi tìm mẹ. Thì ra là mẹ ở đây ạ. Mẹ còn đổi cả tên nữa. Nếu như hôm nay con không đến thăm thì con không thể tìm được mẹ mất. Mẹ cũng thường kể cho tôi nghe về cô con gái ruột của bà. Nhưng mà do bố cô đã bắt bà cắt đứt liên lạc, không cho gặp lại con của mình. Có những hôm tôi chứng kiến bà một mình ngồi khóc trong bóng tối, khóc sưng hết cả mắt. Nhưng mà thật may mắn quá, đến những giây phút cuối cùng thì mẹ cũng có thể gặp lại con gái ruột của mình rồi. Tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Trước đây tôi hiểu lầm cô nhiều chuyện. Bây giờ cô lại còn giúp tôi có công việc nữa. Tôi cảm thấy áy náy quá. Có gì đâu, trong chuyện này tôi cũng có lỗi mà. Chúng ta hòa nhá. Hình như là mẹ muốn gọi anh kìa. Mẹ cần gì vậy ạ?